Ok, xin chào mọi người. Ở mấy cái video trước á, thì mình đã làm cái module user này rồi ha. Thì bây giờ mình còn một số cái này đúng không? Mình sẽ xóa nó đi ha. Intercepter. Rồi, mình xóa nó tạm đi. Mình xóa luôn cái file này đi ha. Cái middleware nữa, xóa luôn đi. Rồi trong user controller này mình xóa đi, cái này đi, cái middleware. Không có nha. Ok rồi, mình đẩy có là hết đi ha. Mình ghi add trước ha. Rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo cái module bài bot ha. List module. Module generate. Đây, mình nhập lại nét generate module boss. Rồi. Ok. Mình tạo module service của controller này. Rồi. Rồi. Bây giờ mình tạo một cái entity ha, boss.entity.ts. Rồi. Entity is boss class boss. Đầu tiên mình có ID ha. Đúng rồi. Primary generate column. Rồi, nhấn này ha. ID column. Mình sẽ tạo thêm một file trường ha, title string colon description. Rồi. Column API. Ok, mình tạo một cái ngày, cái ngày đó ha, mình nhớ là có một cái column liên quan tới ngày. Bây giờ mình chỉ search ha. Hai ô là một. Đây, đây, rồi. À cái này nè mọi người, cái này nhỉ, created date column. Ok, created cái column như thế này. Rồi mình copy cái này ha, updated as updated date column. Rồi như thế này ha.
Ok. Rồi, các bạn đẩy lên viết luôn hả? Viết. Đấy. Viết cần viết. Fisher boss. Click. Rồi ha. Rồi. Cái video này đến đây là kết thúc ha. Ở cái video sau mình sẽ bắt đầu mình triển khai ha.